Quý Linh là người đồng hành từ giai đoạn đầu tiên cho đến bây giờ, thì Quý Linh thấy rằng là với bằng mối hẹn hò, chúng tôi có những điều thật nhất có thể. Chúng ta tính ra được rằng là khoảng độ hơn 20%, rồi 30% là họ đã kết Kết hôn với đôi với nhau. nhau. Những người làm mai làm mối như Quỳnh Linh, Ngọc Lan rất là hạnh phúc, quý vị biết không? Một cái đám cưới diễn ra, họ vui một, nhưng mà những người thực hiện chương trình, cả một ekip vui đến 10 rồi. Và ấn tượng nhất trong thời gian qua, đó chính là cặp đôi không bấm nút hẹn hò với nhau, nhưng họ đã đăng ký kết hôn với nhau. Wow. Dạ em tên là Trần Thị Tứ, em sinh năm 94 ạ. Em đến từ Bình Định, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành kế toán ạ. Rồi, bạn trai. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Xuân Tâm ạ, quê em ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kinh doanh. Em và chị em rất thích chương trình này. Em muốn là khi một lần mà nhấn nút sẽ cho nhau một cơ hội thật sự, chứ không phải là cho nhau một cơ hội để rồi đưa nhau chỉ hôm nay thôi, còn ra ngoài kia thì không còn gì nữa cả. Hai bạn đến nay là cũng có duyên rồi thì nên cho nhau một cơ hội và tìm hiểu sâu hơn để mình cùng tiến tới những cái bước tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Ngọc Lan cũng cũng có những cái câu chuyện ở trên sân khấu các bạn không bấm nút, nhưng chúng tôi vẫn khuyên các bạn là khi mà xuống sân khấu các bạn hãy cứ làm bạn với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà còn cái câu chuyện là không bấm nút nhưng mà là đã kết hôn với nhau thì quả thật là mình chưa có chứng kiến. Nên là có lẽ là cái cảm xúc này là ông Mai sẽ là cái người hạnh phúc nhất luôn á. Tại sao em lại không bấm nút? Dạ thì như bạn Nam chia sẻ thì bạn thích một người vui tính, còn tính của em thì nó hơi trầm. Yêu cầu của em thì không hợp với bạn gái. Nhưng mà bạn gái cũng không phải vì cái yêu cầu đó mình phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ. Có phải tại vì em trai dưới đang đâm chiêu cho nên là em bị tác động không? Em trai thì chỉ góp ý cho em thôi chứ trước tới giờ là mọi quyết định là ở em hết. Thật sự là tôi tiếc cho cặp đôi này bởi vì mình thấy rất là đẹp đôi. Đúng vậy. Nhưng cuối cùng họ đã lấy nhau rồi. Cho thấy rằng bạn với họ ngoài cái phận ra còn cái duyên nữa nha quý vị nha. Cặp đây thì có gửi thiệp cưới và ekip đã đến tặng quà để chung vui với hai bạn luôn. Trời ơi. Rồi chương trình hôm nay em rất vui và em ra cảm ơn chương trình rất là nhiều, nhờ cương chương trình mà chợ tạo được điều kiện cho em và anh. Dạ chắc là tại anh Tâm kiên trì với chị, chắc là ngồi đường hiểu kỹ hơn với chị thì nó sẽ hiểu sâu hơn thì hai đứa cảm giác hợp hơn với chị. Đồng phần là dịch nó bị gián đoạn nên cũng ảnh hưởng tới tâm tư của hai đứa. Anh cũng mất nói. Dạ, những lúc cần nói nhiều thì cũng nói nhiều với chị. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh bên kia. Dạ em tên là Trần Thị Tứ, em sinh năm 94 ạ. Em đến từ Bình Định, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành kế toán ạ. Rồi, bạn trai. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Xuân Tâm ạ, quê em ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh. Dạ. Bên Tâm, bên kia tên Tứ, Tâm Tứ. Điểm mạnh điểm yếu của Tứ là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em là một người khá có trách nhiệm trong công việc. Em cũng biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hai nữa là em cũng biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh ạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm là em là một người hơi nóng tính ạ. Với lại tính của em là em không thích vì chờ đợi chị. Không thích gì? Chờ đợi. Chờ đợi. Đúng giờ chị. Đúng giờ. Đúng giờ. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng ạ. Rất là đúng giờ. Thứ hai là làm việc rất là nguyên tắc, có kỷ luật ở trong đấy ạ. Còn kỷ luật nữa. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nịnh ạ. Có nhiều người á không nịnh mà cũng là ưu điểm đó em. Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình dài nhất của em là
2 năm. 2 năm. Dạ. Tại sao chia tay? Tại vì một lần em với bạn đấy giận dỗi, cái là em đi qua trạm thu phí tầm một thanh chắn lan can á, về đau quá nên thôi chia tay. Trời đất ơi. Ủa sao nó không có dính gì với nhau hết trơn vậy? Ý định của bạn đấy là cũng muốn chia tay mình để tìm mối tình mới á. Cái cớ thôi hả? Dạ. Giọt nước làm tràn ly nước đó hả? Dạ đúng rồi. Bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ thưa chị, là nếu mà quen chính thức á là em chưa trải qua mối tình nào cả. Vậy là mình chưa có mảnh tình bắt vai nào gọi là đáng làm mối tình đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy thì bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm với gia đình, chung thủy và phải có ý chí cầu tiến trong công việc. Thứ hai nữa là không có gia trưởng chị, kỳ bo ích kỷ vậy. Bạn trai có gia trưởng kỳ bo ích kỷ không? Đấy là tuyệt đối là không rồi chị. Em là người sống rất là phóng khoáng. Mới nói tôi sống kỷ luật đi. Kỷ luật là trong công việc thôi. Còn ngoài phóng khoáng hả? Dạ đúng rồi. Mẫu người bạn gái của bạn này như thế nào? Cao tầm 1m65, 1m55 trở lên là được rồi. Bạn cao nhiêu? Em cao 1m72. Có bộ răng duyên chút xíu là được ạ. Bộ răng duyên hả? Răng sao là duyên? Là răng đều, răng đẹp á. Chủ nó súng cái được không? Không hả? Quan trọng nhất là răng hả? Dạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người. Dạ đúng rồi. Bạn gái mình có cái mẫu hình dạng, cái người mẫu lý tưởng của mình là như thế nào không? Dạ mẫu người của em là như ba em á chị. Ba em như thế nào nè? Người rất là có trách nhiệm với gia đình và luôn có ý chí cầu tiến trong công việc ạ. Ngoại hình thì nếu được cao hơn em, em thích cao hơn em. 1m72 được không? Dạ được, nhìn cân đối xí chị, không có ốm quá. Mập chút được không? Mập chút cũng được chị. Bên kia, em muốn có mẫu người lý tưởng bạn gái như thế nào không? Giống má. Giống chị Nguyễn Thị Phương Thảo vậy. Chủ tịch tập đoàn Z3 vậy. Giống chỗ nào em? Giống cái tướng tá hay giống cái giàu? Giống cái tướng tá mà sự thông minh. Mình có tật xấu gì không em? Lâu lâu hay cắn tay, cắn móng tay, cắn môi thôi. Cắn môi ai? Môi em. Tưởng cắn môi người ta hay mệt. Móng tay không được đâu nha. Tay cái cào cào ấy, móng cắn tay nó không có không được hay. Không có vệ sinh nữa cơ. Mỗi lần rồi sau bao ngày mới cắn móng tay vậy. Vậy hả? Lấy nhau về thì mình định ở đâu? Sang năm tới hoặc gì đấy em sẽ mua nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sau này nếu mà có tuổi một chút xíu thì em thích về quê nuôi gà, thả cá. Đó, ít nhất là tôi thích những bạn trai mà có lập trường, có kế hoạch đồ rõ ràng. Được, tôi đồng ý. Mua nhà định cư ở Sài Gòn, già về quê nuôi gà. Không phải qua thấy đàn trai đẹp trai quá đồng ý hả? Đẹp trai dễ thương để qua coi đàn, đàn gái. Đàn gái người ta cũng cao. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Anh bên kia có hút thuốc không anh? Mình không hút thuốc. Có rượu chè gì nhiều không anh? Mình chỉ ăn thôi chứ không có nhậu. Được chưa? Dạ được. Còn cái gì không thích nữa không? Dạ được rồi ạ. Hợp đó. Xứng đôi. Hai người cũng hiền dễ thương á. Anh thấy đầu tiên là hợp gu với nhau rồi đó. Nhưng mà tính mấy người làm lì lì vậy ghen dữ lắm à. Ghen nhưng mà phải có cơ sở anh. Có chứ cơ sở. Chứ không phải ghen tào lao gì được. Vậy là cũng bình tĩnh. Dễ thương lắm. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có chị, em đi với bạn thân và em ruột của em ạ. Chào em kính trai. Chào anh Quyền Linh, kính chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả đang trong phim trường. Em là em ruột của chị Tứ ạ. Thì em là gia đình chỉ có hai chị em thôi. Em cũng có một vài câu hỏi anh thôi. Anh bảo là anh mua nhà là dạ, mình định rồi. Dự định trong này rồi mình sau khi có cuộc sống rồi mình sẽ về quê lại anh. Dạ đúng rồi. Về quê anh là về Thanh Hóa lại. Dạ đúng rồi. Vậy là chị em phải sức giá, phải tổng phu là phải về quê Thanh Hóa. Dạ đúng. Nuôi gà, già lẫn em ơi, già lẫn. Dạ, cái đấy là khi dù... mình về tuổi già, về thành phố này nó quá xô bồ đi. Mà khi tuổi già của mình là nó không có phù hợp với ở thành phố này nữa. Thì tốt nhất là mình về nơi nào nó thật là yên tĩnh để mình tận hưởng tuổi già. Cái già đắng. Dạ vâng. Vậy còn nếu mà một quê thanh tĩnh thì nó mà về quê gần quê em được không ta? Em thích ở quê em hơn. Vì trước mặt là dòng sông, sau là áp núi. Cái phong cảnh nó hữu tình nó nhà đẹp. Nhà nó cũng có sông. Dạ. Được rồi, nhà em là sát biển nên hải sản là nghi ngu quốc nè. Cái đấy nó nắng nóng quá. Trời ơi. Được rồi. Rồi cái câu hỏi thứ hai cho em hỏi anh là này. Đó là một vấn đề rất là nan giải. Dạ. Ví dụ như chị em đồng ý với anh và hai người đến một cái tương lai rất là đẹp. Thì đó là cái chuyện mẹ chồng con dâu. Ví dụ như là rất là thường xuyên xảy ra những xích mích. Không biết là anh là một người đứng giữa. Thì mình sẽ có những cách giải quyết như thế nào để cái cuộc mâu thuẫn nó trở nên êm đẹp và nó có thể nó trở nên là tốt đẹp hơn không? Đó là cái vấn đề này thì yên tâm, ba mẹ em là rất là hiền luôn, hiền hơn cả em nữa. Nên cái vấn đề mà xảy ra mẹ chồng nàng dâu là không có xảy ra. Mà nếu mà có xảy ra thì là em là người quyết định chính trong gia đình.
thì em sẽ chịu trách nhiệm trước những cái lời nói em nào mình. Em nào mình đang nói chuyện với em trai mà em của bạn gái bên kia đó anh là em chính em ý em nói cái người đang nói chuyện với em là em của bạn bên kia thành ra nãy giờ em cứ xin anh em nhiêu tuổi rồi dạ em năm nay chỉ có 22 tuổi thôi em nhiêu rồi là em 25 kêu bằng em xin anh thôi mình có thể tìm được một người gọi là có thể là gửi gắm và em cũng có thể tin tưởng đúng rồi tại vì hôm nay là cái chương trình em thấy là rất là em và chị em rất là thích chương trình này em muốn là khi một lần mà nhấn nút là cho nhau một cơ hội thật sự chứ không phải là cho nhau một cơ hội để rồi đưa nhau chứ hôm nay thôi còn ra ngoài kia thì không còn gì nữa cả chính xác rồi em trai đi với ai dạ hôm nay em đi với trưởng phòng và các đồng nghiệp cùng cơ quan rồi. Dạ, em chào chị Cát Tường rồi. Chào anh Quyền Linh Tâm á, về ở góc độ mà công ty á, thì là một nhân viên tốt, rất là năng động, có cá tính và thông minh. Về Tư á, là một cô bé rất là dễ thương, xinh xắn và mẫu người phụ nữ điềm đạm, kỹ tính. Một mẫu người phụ nữ mà có thể chọn để mà làm vợ sau này. Hai bạn đến đây là cũng có duyên rồi thì nên cho nhau một cơ hội và tìm hiểu sâu hơn để mình cùng tiến tới những cái bước tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Rồi kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Rồi mời hai bạn. Dạ anh có cảm nhận gì về em à? Nhìn em rất là dễ thương. Em thấy anh thế nào? Cũng hiền với ít nói á. Tại lên trên này anh run quá. Anh thích một mẫu người vui vẻ, nói chuyện nhiều hay là một người điềm đạm một xí à? Vui vẻ, nói chuyện nhiều. Anh có cảm nhận gì nữa về em không ạ? Theo như anh trưởng phòng của anh thì nói là anh là một người năng động, vui vẻ. Thế sao em thấy anh nói chuyện ít vậy? Anh lên trên chương trình này run quá cái bản lĩnh chứ. Và quan niệm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Quan niệm về tình yêu là thứ nhất là đầu có chí sao gãi đầu hoài vậy trời. Nếu mà một tình yêu đích thực là một tình yêu như thế nào? Thứ nhất là anh là rất nghiêm túc về trong chuyện tình cảm của mình. Yêu ai thì mình sẽ yêu thật lòng, cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để cho người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc. Còn em? Dạ, quan niệm tình yêu của em là người phải biết quan tâm, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình và em đề cao tính chung thủy. Cái này thì em yên tâm là anh rất là chung thủy trong tình yêu. Cảm giác rung động gì trong trái tim của mình chưa? Nói với bạn gái nghe đi. Dạ. Hiện tại thì tim của em đập rất nhanh vì bạn nữ quá xinh. Dạ, cảm ơn anh. Bạn nữ cảm nhận như người bạn trai trước mặt như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh khá là hiền và thật thà. Nhưng mà có vẻ như ít nói quá. Đứng trước đám đông thì anh rất là run và không có đủ tự tin lắm. Còn ở ngoài thì rất là ok. Em hứa gì với cô gái đi? Trong chương trình này nếu em đồng ý bấm nút thì anh sẽ cố gắng làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Dạ, cảm ơn. Có vài phút thôi nhưng mà cũng đủ để chúng ta cảm nhận được nha. Mình thấy ánh mắt của bạn em trai dưới sao hoang mang và lo lắng đăm chiêu quá vậy, không biết là lo lắng điều gì cho chị. Nhưng mà thật sự mình thấy bạn trai này hơi rụt rè thôi chứ còn là người có lập trường rất vững, có kế hoạch rõ ràng. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Tại sao em lại không bấm nút? Dạ thì như bạn Nam chia sẻ thì bạn thấy một người vui tính, còn tính của em thì nó hơi trầm. Em trai đây rất là ok đó em. Nói vậy thôi chứ trong thể hiện, trong thâm tâm anh ấy, anh biết rằng anh ấy rất là thích em và thậm chí sẽ làm bất cứ điều gì nếu như em muốn đấy, đúng không em trai? Dạ đúng rồi. Yêu cầu của em thì nó không hợp với bạn gái, nhưng mà bạn gái cũng không phải vì cái yêu cầu đó mình phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ. Có phải tại vì em trai dưới đang đâm chiêu cho nên là em bị tác động không? Em trai thì chỉ góp ý cho em thôi chứ trước giờ là mọi quyết định là ở em hết. Dạ thật sự là tôi tiếc cho cặp đôi này bởi vì mình thấy rất là đẹp đôi. Đúng vậy.
Mình đặc biệt thấy rằng... có cảm tình đó bạn trai này. Ở cái đoạn mà em trai hỏi là vậy thì anh có thể về quê của em không, thì anh này giữ vững lập trường là về quê của anh. Mình rất thích những người như vậy. Không, nhưng cũng có thể giữ khi ta nói thẳng quá cũng không tốt. Hồi nãy em có nói rằng nhiều khi khuyết điểm là không nịnh đúng không? Không phải nịnh, nhưng mà đôi khi mình phải làm vui lòng một người nào đó nó cũng không có vấn đề gì cả. Ví dụ như nãy em trai hỏi là anh ở biển em cũng đẹp, ừ chắc có đôi khi nghĩ biển cũng đẹp hơn chẳng hạn. Nhưng mà giờ cái tính người ta như vậy rồi, không phải, nói mà không thì tại trong đầu bạn này bạn đã lập rõ cái kế hoạch rồi, sống ở đây và về quê của bạn ấy, quê cha đất tổ, và bắt buộc nữ là phải theo nam. Chưa chắc, nếu nói như vậy thì cũng thẳng quá. Thật tình là tốt, nhưng đôi khi cũng không cần nên phải thẳng thắn quá. Vì cái điều này cũng không hại đến ai cả. Vì tới già đằng mà, có thể hồi nãy bạn trai nói là anh có thể sẽ về quê em được mà, ừ thì cái đó dạ, hai vợ chồng anh sẽ tính thì sao? Cũng có thể như vậy được ha. Mình không nói dối nhưng mà mình có thể để tính sao. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha.